Dặn đi từ từ thôi, chạy giết cho nhanh rồi té gãy cánh thiên thần rồi nè. Mình nghĩ ra lại đi, mình làm vậy cái gì cắn thiên thần của mình rồi. Nó giống dài giống như người các bạn ơi. Ô hô. Kìa, giá hắn ngồi đằng kia kìa mẹ. Mẹ kêu đi từ từ thôi, chạy nhanh quá, sao tự nhiên ngồi đây khóc vậy? Cái cắn của con mày vậy rồi. Mẹ dặn đi từ từ thôi, chạy giết cho nhanh rồi té gãy cánh thiên thần rồi nè. Không sao, để về mẹ tháo ra, mẹ dán băng keo lại cho con nghe. Yeah. Đậm quá để em giúp ta. Thôi để chị đạp mình nói là được rồi. Đem đi tung em giải mét mẹ. Mẹ ơi, chị hai đạp chị đạp cứu người ta đừng kia á. Ra đây tập thể dục thôi, mình thấy sẽ đạp người ta đạp vậy. Không là đánh con cây. Đó, em thấy đi hai đạp chị đạp của người ta đó. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Tự nhiên tôi hết hồn. Cái xe đạp này ở tầm nhiên là đòi tập thể dục thôi, chị hai lên tập có gì đâu. Chỉ mà cũng hay mét lắm, là lắm thiệt chứ. Tại con không có cho em đạp cho nên em mét mẹ. Mẹ ơi, con đạp được xe đạp rồi nè. Yeah. Em đang con đạp kìa. Em đạp tới đâu mà đạp. Em đạp được mà. Được rồi, nếu Gia Hân muốn thì bây giờ mẹ sẽ cho Gia Hân lên đạp thử nha. Hai không đạp, hai con không đạp đâu. Lên đi. Coi trời đi anh. Vậy thì 21 không có tài lanh dành tập với chị hai nữa nghe chưa. Mẹ ơi, đằng kia có khủng long kìa. Khủng long gì? Ở đây là siêu thị mà con. Con nói thiệt mà, mẹ lại đẳng coi đi. Vậy là con nói khủng long là mấy cái con nhỏ nhỏ chân ở đây đây hả? Không phải mấy con này, con bự đằng kia kìa. Quá, wow, nguyên một bộ xương khủng long khổng lồ luôn nè các bạn ơi, quá bự luôn. Có bạn nào đã từng thấy cái bộ xương khủng long bự như thế này chưa các bạn? Nếu có thì các bạn hãy bình luận ở dưới cho mình biết nghe. Đây là lần đầu tiên mình thấy cái bộ xương bự như thế này luôn đó. Con khủng long còn có bộ xương không à? Mẹ sợ quá, thôi đi thôi các con ơi. Ở đây còn có mấy bạn khủng long nhỏ nữa nè. Đúng là một thế giới tuyệt vời dành cho những bạn thích khủng long nha. Qua wow, cái bột bánh dâu này ngon quá, mình xé ăn thôi. Hả? Bánh dâu hả? Bột bánh này coi bộ ngon nè. Cảm ơn nghe. Ủa bánh của con mà. Các bạn ơi, mình có một bịch bánh nè, mà bà cô cũng lấy. Hay là các bạn bấm đăng ký an ủi cho mình đi. Đi hát đi đi hai. Bà cô lấy cái bánh của chị rồi. Đi để em đi, em biết là bà có bài học. Cái bánh thì có ốc cài ở giám luôn nè. Thấy ở đây có hai cái ốc cài lắm luôn nè. Bà cô là ham ăn em ta bả ăn như tay chưa dữ. Đây đó em ơi. Yeah. Bánh dâu hồi nãy ngon quá. Nó có bánh mới kìa. Bà cô đi nghe, cảm ơn nha hai đứa. Ngon lắm, đây mình phải ăn mới được. Sao mà cãi dữ vậy? Cãi trời bà cô ham ăn. Con làm cái gì vậy? Không có nhảy lên trên đó con. Con muốn ăn cái hộp bánh trên đó mẹ. Bánh này người ta đã gói vô giỏ quà rồi, mình không có lấy ở trong này được. Con mà nhảy lên lỡ làm gớt giỏ quà của người ta là nguy hiểm lắm nghe con. Thôi muốn ăn cái nào thì mẹ mua cho nè. Các bạn ơi, các bạn ơi, con đi ơi, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.